Quên không thay vòng tránh thai suốt 20 năm, người phụ nữ phải nhập viện. Một người phụ nữ không thay vòng tránh thai mới trong hơn 20 năm và đã phải đi cấp cứu. Câu chuyện này xảy ra ở Nhật, thiết bị tránh thai đã hết hạn từ lâu và bị vi khuẩn bao phủ, gây sốt triền miên và đau bụng trong nhiều tháng. Sau khi nhập viện, bác sĩ đã lấy vòng tránh thai ra cho bệnh nhân uống kháng sinh và mọi triệu chứng đều biến mất. Vòng tránh thai là một thiết bị hình chữ T nhỏ bằng đồng xu, được đưa vào tử cung để tránh thai trong thời gian dài. Vòng tránh thai hiệu quả đến 99% nhưng cũng có một số nhược điểm. Quá trình đưa vòng vào tử cung có thể gây đau đớn, thậm chí là chảy máu hoặc đau bụng trong nhiều tháng sau đó. Hơn nữa, vòng tránh thai cũng có hạn sử dụng. Mỗi hãng sản xuất có một hạn sử dụng khác nhau cho thiết bị này, dao động từ 10 đến 12 năm. Kết thúc quãng thời gian này, người dùng nên thay vòng mới. Tuy nhiên, người phụ nữ 54 tuổi trong câu chuyện này đã không thay vòng mới khi tới hạn. Bà bị sốt và sụt cân trong 2 tháng, ngoài ra còn bị đau bụng và đi lại khó khăn trong 3 tuần. Khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện một khối mềm ở bụng dưới bên trái của bệnh nhân, xét nghiệm máu cho thấy lượng bạch cầu tăng mạnh. Đây là dấu hiệu của nhiễm trùng. Cuối cùng, khi quét CT vùng bị đau, bác sĩ nhìn thấy vòng tránh thai cùng nhiều vết áp xe khắp xương chậu, kéo dài ra khớp háng bên trái của bệnh nhân. Bác sĩ đã phải phẫu thuật để rút hết dịch từ các vết áp xe và rửa sạch khu vực hông để loại bỏ phần nhiễm trùng nhiều nhất có thể. Vòng tránh thai cũng được lấy ra. Vòng tránh thai bị phủ hoàn toàn bởi những hạt màu lưu huỳnh có liên quan tới một nhóm vi khuẩn hình que có tên là Actinomycetes, gây bệnh nhiễm actinomycosis. Không chỉ vòng tránh thai mà khi dùng bất cứ sản phẩm nào, bạn cũng nên chú ý đến hạn sử dụng của chúng để tránh bị tiền mất tật mang như người phụ nữ trên.